Thưa quý vị và các bạn, hàng năm cứ từ ngày 9 đến 12 tháng Giêng âm lịch, người dân làng Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội lại tổ chức lễ hội truyền thống nhằm tưởng nhớ đến vị anh hùng dân tộc Bố Cái Đại Vương Hùng Hưng. Năm nay như thông lệ, lễ hội làng Triều Khúc được tổ chức rất quy mô và chu đáo. Các đội múa rồng, múa lân của làng Triều Khúc mang tới cho lễ hội những tiếng trống rộn ràng, những điệu múa lân, múa rồng đầy sắc màu rực rỡ của một bầu không khí chào Tết, đón xuân. Lễ hội làng Triều Khúc được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia theo quyết định số 446 ngày 29 tháng 1 năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đến với lễ hội làng Triều Khúc, nhân dân và du khách được trải nghiệm không gian văn hóa với các di tích lịch sử, lễ hội truyền thống đặc sắc mà biểu trưng là quá trình rước thánh và rước sắc một lần từ đình thờ sắc đến đại đình trước ngày hội chính, mùng 10 tháng Giêng, ngày Đức Phùng Hưng lên ngôi vua. Phần hội với sự tham gia trình diễn của đội tế, đội múa rồng, đội xanh tiền, ban nhạc, đội rước, đội chạy cờ và đặc biệt là đội múa trống bồng là nét văn hóa đặc sắc riêng có ở làng Triều Khúc. Các trò chơi dân gian cùng nhiều hoạt động hấp dẫn, đặc sắc trong khuôn khổ lễ hội phản ánh những giá trị nhân văn, nét văn hóa đặc sắc riêng có của quê hương Thanh Trì. Tương truyền vào thế kỷ thứ 8, vua Phùng Hưng tập hợp các nghĩa sĩ tại làng Triều Khúc để bao vây đạo quân nhà Đường, để động viên tướng sĩ, làm giảm nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ người thân và cũng là để giải trí cho nghĩa quân. Nhà vua đã cho chọn ra những binh lính trắng trẻo, thư sinh, khôi ngô, tuấn tú, đóng giả làm con gái, ăn mặc sặc sỡ và đeo trống múa bồng. Kể từ đó, hàng năm, vào mùa xuân, từ ngày 9 đến 12 tháng Giêng âm lịch, dân làng Triều Khúc duy trì truyền thống tổ chức lễ hội rước thành Hoàng Phùng, Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng, với điệu múa dân gian trống bồng hay còn gọi là con đĩ đánh bồng. Và xin quý vị chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay.